Nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây tùng me mini nhà mình nha. Cây này form thiên nhiên một cốt, cây sống khỏe xanh tươi tốt luôn. Cây mini nha, tay cành đinh luôn. Cây này có mã số 975, có số đo hoành gốc là 20, cây cao là 40, cây đang nằm cái chậu lọt lòng là 39 nha. Cây này nhà vườn giao lưu nhanh với nhà mình là 800k bao ship luôn chậu nha, một cây tùng me mini. Cái dòng này giờ săn rất chi là hiếm luôn nha mình nha. Tay cành rinh luôn. Một cốt nha. Rồi mã số 975. Giao lưu nhanh với nhà mình là 800k bao ship cho một cây tùng me mini nha. Cái thằng này lũ thép nha mình nha. Lũ thép âm thần này. Rồi mình xem tham khảo ưng ý cái nào thì cứ việc inbox ở nhà vườn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.